Liên tục mà không phạm lỗi đâu. Vũ Tiến nguy hiểm, dứt điểm, 1-0 cho đội chủ nhà Quảng Nam. Sai lầm bất ngờ của cầu thủ Cần Thơ. Bàn thắng của Mạnh Ngọc Hà. Cầu thủ mang áo số 10 Mạnh Ngọc Hà. Ngọc Hà năm nay mới 22 tuổi. Bóng đá Quảng Nam. Vừa rồi bàn thắng đầu tiên của anh ở giải nhất LS 2022. Câu lạc bộ Quảng Nam 1. Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ 1. Đây là phút 28 của trận đấu và mỗi bên đã có một bàn thắng. Một sai lầm rất bất ngờ. Văn Ca. Thanh Hải. Liên tục mà không phạm lỗi đâu. Vũ Tín nguy hiểm, dứt điểm, 1-0 cho đội chủ nhà Quảng Nam. Sai lầm bất ngờ của cầu thủ Cần Thơ. Bàn thắng của Mạnh Ngọc Hà. Cầu thủ mang áo số 10 Mạnh Ngọc Hà. Ngọc Hà năm nay mới 22 tuổi. Bóng đá Quảng Nam. Vừa rồi bàn thắng đầu tiên của anh ở giải nhất LS 2022. Câu lạc bộ Quảng Nam 1. Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ 1. Đây là phút 28 của trận đấu và mỗi bên đã có một bàn thắng. Một sai lầm rất bất ngờ và Ngọc Hà đã không bỏ lỡ cơ hội. Hà Minh Tuấn là người đá tranh chấp. Sai lầm rất đáng tiếc của trung vệ Tuấn Đạt. Tuấn Đạt đá thiếu dứt khoát và Ngọc Hà đá chấp thời cơ, sút tung lưới thủ môn Ngọc Tuấn. Đức Cường. Đá phạt cho Quảng Nam.